Xin chào các bạn. Trong video clip hôm nay mình sẽ làm một cái nội dung, đó là cách đọc chỉ số trên đồng hồ điện kế trực tiếp và gián tiếp. Nói cụ thể hơn là chúng ta sẽ biết được rằng chỉ số điện kế trên đồng hồ đó hiện tại là bao nhiêu để chúng ta có thể tính được tiền điện hàng tháng của chúng ta. Đối với đồng hồ mà trực tiếp thì cách đọc chỉ số điện kế trên đồng hồ trực tiếp thì hầu như tất cả mọi người đều ai cũng đã biết. Tuy nhiên về cách đọc chỉ số điện kế trên đồng hồ gián tiếp, đo gián tiếp thì không nhiều người biết được. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm một video clip sẽ hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể tính toán được số tiền điện mà chúng ta tiêu thụ hàng tháng đối với những đồng hồ gián tiếp một pha hoặc ba pha thì giống như nhau. Đồng hồ mà các bạn đang nhìn thấy là một đồng hồ ba pha gián tiếp. Vì sao chúng ta biết được là ba pha gián tiếp? Các bạn hãy nhìn vào cái đồng hồ này, chúng ta để ý kế bên cái dòng ampe thì nó có ký hiệu là cái CT, hình dáng của CT, tức là biến dòng điện. Đồng hồ này nó đo điện năng tiêu thụ thông qua một cái biến dòng, cụ thể ở đây là ba pha nên nó có ba cái biến dòng. Đối với quy định của điện lực thì đối với công suất ba pha mà trên 100 ampere thì bắt buộc phải xài đồng hồ ba pha gián tiếp thông qua biến dòng CT để đo lường điện năng tiêu thụ hàng tháng. Vậy trong trường hợp này các bạn có thể nhìn thấy được rằng là đồng hồ điện của chúng ta ba pha đo gián tiếp nó đang hiển thị là 97,7 kWh. Cái số màu đỏ là cái số mà 0,1 kWh hay chúng ta gọi là lạng ấy, hiện tại đang hiển thị là 7 lạng. Và cái số hai cái số mà phía trước, số 9 và số 7 chính là 97 ký. Nếu chúng ta đọc chuẩn nó là 97,7 ký. Thì thông thường chúng ta tính đường điện thì có thể là như là 97 ký thôi, còn cái 0,7 ký này thì nó không đáng là bao nên thường là mọi người sẽ không ghi vào cái chỉ số điện hàng tháng. Vậy thì trong trường hợp này thì theo các bạn thì là công tơ điện của chúng ta tháng này tiêu thụ là bao nhiêu kWh đối với đồng hồ ba pha đo gián tiếp như thế này. Sẽ các bạn sẽ nói rằng tháng này là đồng hồ này đang hiển thị là 97 kWh. Tuy nhiên đó là một cái sai lầm. Đối với đồng hồ ba pha mà đo gián tiếp, đo thông một nhỏ thôi. Đối với đồng hồ ba pha mà đo điện năng tiêu thụ mà gián tiếp thông qua CT thì chúng ta phải tính toán cái công suất tiêu thụ điện hàng tháng là như sau. Trước mình sẽ cho các bạn xem qua một cái CT biến dòng. Đây là một cái biến dòng. Thì đối với đồng hồ mà đo gián tiếp điện năng tiêu thụ thì nó sẽ qua cái biến dòng này. Trước khi nó đi vào đồng hồ thì nó sẽ qua biến dòng như thế này. Chúng ta thấy được hai cái chân này, một đầu dây nó là phía sơ cấp và đầu dây phía thứ cấp, thì hai cái chân tín hiệu này nó sẽ đi vào đồng hồ. Đồng hồ điện thì dòng định mức của nó đo được là 5 ampere.
Nên là chúng ta để mà đo được đồng hồ gián tiếp mà đo được điện năng tiêu thụ thì người ta phải qua một cái biến dòng điện. Đối với đồng hồ một pha mà đo gián tiếp thì người ta sẽ qua một cái CT như thế này. Còn đối với đồng hồ 3 pha mà đo gián tiếp thì người ta sẽ qua 3 CT biến dòng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy ra đây là đồng hồ đo gián tiếp này. Ví dụ như tháng này đồng hồ các bạn là hiển thị 97,7 kg. Bây giờ mình bỏ qua cái số chấm 7 đi, mình sẽ lấy 97 kg thôi. Là đồng hồ tháng này là 97 kg, hiển thị trên cái đồng hồ điện kế 3 pha gián tiếp. Thì để biết được điện năng tiêu thụ thì các bạn phải xem là cái biến dòng điện của mình đang lắp là bao nhiêu. Trong trường hợp này mình giả sử là cái biến dòng mà cho đồng hồ 3 pha này là nó có chỉ số biến dòng là 50/5, có nghĩa là dòng điện phía sơ cấp là 50 thì dòng điện ở đầu thứ cấp là 53. Như vậy tỷ số biến dòng ở trong trường hợp này là 50/5 là 10. Chúng ta có được tỷ số biến dòng là 10. Sau đó các bạn sẽ lấy cái chỉ số mà hiển thị trên cái đồng hồ 3 pha đo gián tiếp này, chúng ta nhân với 10. Như vậy thì cái điện năng tiêu thụ của tháng này là 97 nhân cho 10 chính là bằng 970 kWh. Như vậy tháng này là chúng ta điện năng chúng ta tiêu thụ là 970 kWh đối với đồng hồ 3 pha đo gián tiếp. Các bạn đã rõ chưa? Đối với đồng hồ 3 pha đo gián tiếp có nghĩa là người ta phải thông qua một cái CT. Đối với điện kế 1 pha và qua 3 cái CT đối với điện kế 3 pha để cho ra được giá trị điện năng tiêu thụ. Thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị hiển thị trên đồng hồ nhân với tỷ số biến dòng. Thì tùy theo cái biến dòng của các bạn sẽ xem tỷ số biến dòng là cái phần là tỷ số giữa sơ cấp và thứ cấp chúng ta chia cho nhau sẽ ra được một tỷ số. Thì trong trường hợp này mình lấy ví dụ là tỷ số biến dòng, cái biến dòng này nó có tỷ số là 50/5 thì chúng ta sẽ có được tỷ số nó là 10. Như vậy chúng ta sẽ ra được là 97 × 10 là bằng 970 kg. Rồi, đó là về đồng hồ đo gián tiếp điện năng tiêu thụ thông qua CT, 1 pha hay 3 pha thì đều giống nhau. Thì mình cũng nói tiếp đối với đồng hồ 3 pha đo trực tiếp. Trước mặt các bạn đây là đồng hồ 3 pha đo điện kế 3 pha đo trực tiếp. Tại sao gọi là đo trực tiếp? Chúng ta nhìn trên đồng hồ, nếu không thấy có ký hiệu cái CT ở trên đồng hồ 3 pha này thì cái điện kế này là đo trực tiếp. Và điện kế 3 pha đo trực tiếp được áp dụng cho công suất dòng điện 100A trở lại, lớn hơn 100A là phải dùng 3 pha đo gián tiếp. Thì đối với động cơ, đối với điện kế 3 pha hay 1 pha mà đo trực tiếp thì các bạn đều biết rồi. Chúng ta chỉ cần việc nhìn cái chỉ số hiện trên cái điện kế là chúng ta biết được là cái điện năng tiêu thụ của chúng ta tháng này là bao nhiêu. Ví dụ như mình đang ví dụ như là cái đồng hồ này, tháng này nó hiển thị là 8.866,8 kWh. Thì cái số màu đỏ này thì các bạn chúng ta thường không quan tâm thì nó là cái 0,1 kWh. Thì hiện tại như đây là nó là 0,8 kWh, tức là chưa được 1 kg. Thì chúng ta cũng không có quan tâm được nhiều chỗ này tại vì nó không có tốn nhiều tiền. Rồi cái chỉ số này nó không có là bao nhiêu tiền hết, chưa được 1 kg mà. Nên trong trường hợp này chúng ta sẽ là 8.866 kWh. Thì 1 pha hay 3 pha gì nó cũng đều giống nhau. Thì tóm lại nó có hai cách đo điện kế tiêu thụ trên đồng hồ, đó là đo kiểu gián tiếp và đo kiểu trực tiếp.